Mùa xuân là Tết trồng cây, vậy trồng gì cho vườn nhà đầu xuân năm mới? Hãy cùng S-Farm điểm qua 5 loại rau nên có trong vườn nhà bạn nhé. 1. Cải keo. Cải keo hay còn được gọi là cải xoăn, một loại rau thuộc họ cải. Cải xoăn được ưu ái gọi với cái tên vua của các loại rau xanh. Không phải tự nhiên mà chúng được ân sủng như vậy. Lý do là vì công dụng và giá trị dinh dưỡng từ loại rau này rất phong phú. Cải keo giúp thải độc cơ thể nhờ chứa nhiều chất xơ, hàm lượng vitamin và khoáng chất cao tốt cho tim mạch, giúp chắc khỏe xương và làm đẹp da, vân vân. Nhiều người nghĩ rằng cải keo chỉ thích hợp trồng ở xứ lạnh, nhưng trong cải keo còn có nhiều chủng loại khác nhau và thường được gieo trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu. Một số giống cải keo phổ biến hiện nay như cải curly keo, cải lacinato keo hay còn được gọi là bắp cải đen hoặc cải xoăn khủng long, cải xoăn Nga, cải red bull keo. Trong đó, cải xoăn khủng long có thể trồng trong cả mùa lạnh và mùa nóng. Để hạt nảy mầm được đồng nhất nên ngâm hạt trong nước ấm khoảng 3 tiếng, sau đó gieo thẳng hoặc ươm vào các khay, chậu. Chuyển cây con sang chậu trồng khi được 3 cặp lá thật. 15 ngày sau trồng, tiến hành bón phân thúc cây phát triển. Lưu ý, không nên tưới nước lên thân lá sau 5 giờ chiều để tránh cây bị nấm bệnh tấn công và chỉ nên tưới nước vào gốc để giữ ẩm cho cây. Sau 70 đến 95 ngày trồng, cây đạt chiều cao hơn 20cm là có thể cho thu hoạch. Cải keo ngon nhất khi được thu hái vào mỗi sáng sớm khi những giọt sương còn đọng trên lá. 2. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan thuộc loại hạt nhưng được biết đến như rau ăn, có màu xanh lá hoặc vàng, tím tùy vào loại giống. Trong đậu Hà Lan chứa nhiều chất xơ, tinh bột, chất đạm cùng nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe con người. Đậu Hà Lan được dùng trong giảm cân rất hiệu quả, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đậu Hà Lan chỉ thích hợp trồng tại vùng có khí hậu ẩm và mát mẻ. Do đó, vào mùa xuân, khi thời tiết dịu nhẹ, nhiều người đã chọn loại đậu này thử nghiệm trên vườn rau của gia đình. Nên ngâm hạt trong nước ấm, 2 sôi, 3 lạnh trước khi gieo giúp tăng cường tỷ lệ nảy mầm. Gieo hạt ở độ sâu 2-2,5cm, hạt cách nhau 15-20cm. Nếu đất khô, có thể gieo sâu hơn. Đậu Hà Lan có thể mọc cao từ 1-2m hoặc hơn, vì vậy cần làm giàn cho cây leo bám. Nếu thấy hiện tượng vàng lá đột ngột, một phần nguyên nhân có thể do nhiệt độ cao tác động, cần thiết kế mái che và tưới nước đúng cách. Đậu Hà Lan cho thu hoạch sau 60-70 ngày sau trồng. Đậu được thu hái vào các giai đoạn khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, ví dụ như ăn non, trữ hạt cấp đông hoặc thu hạt khô. 3. Cà rốt. Cà rốt là loại củ được sử dụng rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày. Trong cà rốt có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị như chất xơ, đạm, vitamin và các khoáng chất. Đặc biệt, lượng vitamin A có trong cà rốt rất quan trọng, giúp cải thiện thị lực hiệu quả. Cà rốt là loại cây 2 năm, thích hợp trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu. Cà rốt không yêu cầu nhiều về diện tích, do đó có thể gieo hạt cách nhau 2,5cm hoặc rải theo hàng sau đó tỉa cây. Phải mất từ 14 đến 20 ngày hạt mới nảy mầm, vì thế nếu sau vài ngày hạt vẫn chưa nhú khỏi mặt đất, bạn cũng đừng nên lo lắng nhé. Hãy kiên nhẫn tưới nước và chờ đợi. Chú ý, tưới nước vừa phải, giữ đất vừa ẩm, không quá khô hoặc quá ướt sẽ làm thối cây, hư hỏng củ. Sau khoảng 3 tháng trồng và chăm sóc, cà rốt sẽ cho thu hoạch và sử dụng. 4. Củ cải. Củ cải chứa đựng một bộ hồ sơ dinh dưỡng rất tuyệt vời, phải kể đến như calo, chất xơ, protein, vitamin và canxi, giúp giảm nguy cơ ung thư, điều hòa huyết áp, chống cảm lạnh và ho, chống táo bón. Củ cải thích hợp trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu, gieo hạt sớm vào cuối mùa đông trước khi thời tiết lạnh kết thúc khoảng 2 tuần. Có thể gieo hạt trực tiếp hoặc trồng cây con. Hạt gieo ở độ sâu từ 1,5-2cm, hạt cách nhau 20-25cm. Cải củ ưa thích phân bón và dinh dưỡng hữu cơ, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng vào giai đoạn đầu có thể giúp bạn không cần phải thêm bất kỳ dinh dưỡng nào trong suốt quá trình trồng cây. Củ cải mất 2 tháng để trồng và thu hoạch. Phần củ trên mặt đất có màu tím đặc trưng do tiếp xúc với ánh sáng. 5. Xà lách. Rau xà lách rất đa dạng về chủng loại, phổ biến trong chế biến rau salad, rau cuốn, vân vân. Trong xà lách chứa nhiều chất xơ và vitamin tốt cho sức khỏe,
ngoài ra còn chứa hàm lượng lớn các khoáng chất và protein. Rau xà lách yêu thích thời tiết lạnh và có thể trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu. Xà lách có thể trồng bằng cách gieo thẳng hoặc trồng cây con. Độ sâu gieo hạt từ 1 đến 1,5cm, hạt cách nhau 20 đến 25cm. Rau xà lách thu hoạch từng lá hoặc cả cây sau khoảng 70 đến 100 ngày sau trồng, tùy thuộc vào từng loại giống khác nhau. Còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay gieo hạt trồng cây ngay hôm nay? Mọi thắc mắc hãy liên hệ về hotline 0902 652 099. S-Farm xin kính chào và hẹn gặp lại!